tăng cường hoạt động. Cục Hậu cần Quân khu vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác quân sự năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Năm 2021, Cục Hậu cần Quân khu đã triển khai đồng bộ toàn diện các mặt công tác, làm tốt chức năng tham mưu với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan đơn vị làm tốt công tác bảo đảm hậu cần cho các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của quân khu. Công tác chăm sóc nuôi dưỡng bộ đội, bảo đảm quân số khỏe đạt hơn 99,2%. Làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Đến nay, cơ bản hoàn thành tiêm đủ 2 mũi vaccine cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu, quân nhân, thân nhân và các đơn vị của bộ đứng chân trên địa bàn an toàn tuyệt đối. Chấp hành nghiêm nguyên tắc đầu tư, đấu thầu, triển khai các dự án công trình đạt chất lượng, đúng tiến độ, bảo đảm đúng đủ kịp thời xăng dầu, điện nước, tổ chức vận tải an toàn chặt chẽ. Chỉ đạo Lữ đoàn 280 tham gia hội thi doanh trại chính quy xanh sạch đẹp toàn quân đạt kết quả tốt. Với những thành tích đã đạt được trong năm 2021, Cục Hậu cần được Bộ Tư lệnh Quân khu tặng cờ thi đua quyết thắng, 48 tập thể, 211 cá nhân được khen thưởng ở các cấp.